Ngày 28 tháng 1, tại xã Đan Lộc, Tòa án Nhân dân huyện Ân Thi đã tổ chức xét xử lưu động hai vụ án về tội mua bán hàng cấm. Vụ thứ nhất xét xử bị cáo Lê Văn An, sinh năm 1992, ở xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm, cầm một bao tải dứa có 5 hộp giấy, tổng khối lượng 7,2 kg pháo nổ. Vụ án thứ hai xét xử bị cáo Vũ Tuấn Anh, sinh năm 1993, quê quán thôn Nam, xã Đông Phương, huyện Đông Hưng, tỉnh Thái Bình, tại khu vực Nghĩa Trang, thôn Trạo Thôn, xã Đan Lộc, có hành vi cất giấu hơn 7 kg pháo nổ trong cốp xe với mục đích để sử dụng. Cả hai bị cáo trên đều bị lực lượng, cơ quan chức năng bắt quả tang. Cả hai bị cáo Lê Văn An và Vũ Tuấn Anh đều bị tuyên án 9 tháng tù treo về tội buôn bán hàng cấm theo quy định tại Điều 190 Bộ Luật Hình sự.